Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong phần hình học không gian lớp 12. Cụ thể chúng ta sẽ giải quyết 15 câu trắc nghiệm. 15 câu này được trích từ tài liệu chia sẻ của thầy Khánh. Và hôm trước chúng ta đã giải quyết 6 câu. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết các câu còn lại. Chúng ta đi vào bài học. Thầy lướt lại các câu của đề hôm trước. Các em có thể tìm và xem video ở phần 1, bài số 9 phần 1. Chúng ta đã giải quyết được 6 câu. Và ở bài số 9 phần 1, câu số 7, thầy đã định hướng trước. Và ở đây, thầy có điều chỉnh một xíu ở câu đáp án D. Chúng ta bắt đầu câu số 7. Cho chóp x, a, b, c, d. Có đấy, a, b, c, d là hình vuông cạnh 2a. X, a vuông góc với mặt đáy. Góc giữa x, b với lại mặt phẳng x, a, c là bằng 30 độ. Câu 7.1 tính thể tích chóp x, a, b, c, d. Như vậy chúng ta giải quyết cái vấn đề đầu tiên là chiều cao, và cái thứ hai là diện tích. Rõ ràng diện tích hình vuông ABCD đó là 4a bình. Chúng ta đi giải quyết xa. Người ta cho góc giữa xb và mặt phẳng xac bằng 30 độ. Thì thầy nhắc lại về cách xác định góc giữa đường mặt. Như vậy xb với lại mặt xac giao nhau tại điểm x. Chúng ta bỏ x đi. Chúng ta xem thử là từ b chúng ta có đường thẳng nào vuông góc với SAC hay không, có sẵn hay là phải dựng. Từ B dựng đường vuông góc với SAC, nếu chúng ta quen thì chúng ta sẽ nhận thấy ngay là BD vuông góc với mặt phẳng SAC, bởi vì BD vuông góc với AC và vuông góc với theta. Nhưng nếu người ta đổi giả thuyết lại đấy không phải là hình vuông thì chúng ta giải quyết như thế nào? Thì dẫn đường thẳng từ vuông góc từ B xuống mặt phẳng SAC hoàn toàn giống như cái bài toán tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng. Đây là dạng mặt phẳng chứa đường cao. Chỉ cần điểm ở dưới đáy, chúng ta dẫn đường vuông góc với cạnh đáy AC là xong. Ở bài này, từ B dẫn vuông góc với AC thì đó chính là BD. Nhưng lưu ý, nếu người ta đổi giả thuyết đáy là không phải là hình vuông, giả sử đây là hình bình hành hoặc đấy là hình chữ nhật thì đương nhiên chúng ta phải dựng. Như vậy chúng ta xác định được SO là hình chiếu của SB lên mặt phẳng SAC, suy ra góc cần tìm là góc BSO bằng 30 độ. Từ đây góc này 30 độ dẫn đến góc SBO ngay đây nó sẽ bằng là 60 độ. Chúng ta tính được BO, BD bằng cạnh nhân căn 2. Như vậy dẫn đến BO của chúng ta sẽ là bằng A căn 2. Có BO rồi, chúng ta suy ra SO sẽ bằng BO nhân cho tan 60 độ sẽ bằng là A căn 6. Có SO là A căn 6, chúng ta có được AC cũng là bằng 2A căn 2, suy ra AO là A căn 2. A căn 6, AO là A căn 2. Chúng ta dùng Pythagore, chúng ta tính được XA là bằng 2A. Từ đây chúng ta suy ra thể tích SABCD bằng 1 phần 3 nhân cho 4A bình nhân tiếp cho 2A bình bằng 8A mũ 3 chia cho 3. Chúng ta có được đáp án D. Câu 7.2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên XB.
Chúng ta lưu ý, khi nãy chúng ta đã tính được SA là bằng 2A, AB là bằng 2A, dẫn đến SAB là tam giác vuông cân tại A. Suy ra, đường cao nó cũng sẽ là đường trung tuyến. Như vậy dẫn đến H bắt buộc nó phải là trung điểm. Còn nếu trong một tam giác bình thường thì các em nhớ chân đường cao nó sẽ lệch về cạnh ngắn hơn. Như vậy ở đây là trung điểm. K là giao điểm của SC với mặt phẳng AHD. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy ngay SC chúng ta sẽ đặt về mặt phẳng là SBC. Mặt phẳng SBC giao với mặt phẳng HAD có H là điểm chung. Hai mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến nếu có sẽ song song với cả hai đường. Và đương nhiên giao tuyến nó sẽ đi qua H. Như vậy, đây chính là điểm K. Chúng ta nối lại. Một số bài toán người ta có thể yêu cầu tính diện tích tiết diện. Như vậy chúng ta có thể hình dung tiết diện ở đây là hình thang với đáy lớn AD và cụ thể là hình thang vuông tại A và H. Thì khi đó diện tích bằng đáy lớn cộng với nhỏ tất cả nhân cho chiều cao EH chia 2. Đó là một câu hỏi khác. Bây giờ chúng ta giải quyết câu 7.2. Yêu cầu tính tỷ số thể tích SAHKD chia cho SABCD. Tương tự như bữa trước thì công thức tỷ số thể tích chúng ta chỉ áp dụng cho chóp có đáy là tam giác, đáy đây không phải là tam giác. Vậy đây là tứ giác, chúng ta sẽ chia tách ra làm hai. Bây giờ chúng ta sẽ quy ước với nhau cái chóp SAHK thể tích này, chúng ta sẽ quy ước nó là V1. Bên đây chúng ta quy ước là V2. Cái nửa này SABC chúng ta quy ước là V0, chúng ta quy ước là V0. Tương tự SACD chúng ta cũng quy ước nó là V0 bởi vì thể tích bên này sẽ bằng thể tích bên này. Và cái thể tích của cái hình chóp lớn chúng ta quy ước là V. Đáp lại, cái nửa nhỏ phía trên bên trái là V1, bên phải là V2. Một nửa chóp lớn là V0 và toàn bộ chóp lớn là V. Thì khi đó người ta yêu cầu tính tỷ số, tức là đang yêu cầu tính tỷ số V1 cộng cho V2 và chia cho V. Chúng ta tách thành hai, V1 chia cho V cộng cho V2 chia cho V. Chúng ta thấy rằng V lớn ở đây nó sẽ bằng 2 lần V0. Như vậy ở đây thì chuyển vô luôn là 2 lần V0. V0 thầy muốn nói ở đây nó là SABC, còn V0 thầy muốn nói ở bên đây nó chính là SACD. Khi đó chúng ta có ngay 1/2 V1 chia cho V0 là SH chia SV nhân cho SK chia SC. Khi nãy chúng ta đã biết H là trung điểm, KH song song BC dẫn đến K cũng là trung điểm. Như vậy ở đây 1/2 nhân tiếp 1/2 cộng 1/2 nhân chúng ta V2 chia cho V0 chỉ là SK chia SC 1/2. Chúng ta đáp số bằng 3/8. Như vậy câu 7.2 đáp án là đáp án ở đây là đáp án C, 3/8. Chúng ta qua câu tiếp theo.
Thì tóm tắt được câu số 8. Cho chóp x, a, b, c, d. Có đấy a, b, c, d là hình thoi cạnh a. Chúng ta có x, a, vuông góc với mặt đáy. Chúng ta gọi m là trung điểm của BC. Góc BED bằng 120 độ. Góc SMA bằng 45 độ. Như vậy chúng ta thấy là tam giác SAM là tam giác vuông tại A có góc đây 45 độ, dẫn đến tam giác SAM là tam giác vuông cân. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC. Tính khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC. Thầy sẽ định hướng bằng hai cách. Cách thứ nhất, chúng ta dùng dựng hình. Hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng kiến thức ở lớp 1. Và cách số 2, chúng ta tính khoảng cách dựa vào công thức thể tích. Như vậy là khoảng cách bằng 3 lần thể tích chia cho diện tích đáy. Đầu tiên, chúng ta đi vào cách thứ nhất, tức là chúng ta dựng hình. Để ý rằng đáy là hình thoi, góc đây 120 độ. Nếu chúng ta kẻ đường chéo AC thì chúng ta thấy ngay mỗi bên đây sẽ là 60 độ. Tam giác ABC là tam giác cân có góc 60 độ. Như vậy suy ra tam giác ABC là tam giác đều. Với M là trung điểm thì chúng ta suy ra ngay được AM sẽ vuông góc với BC. Chúng ta bắt đầu. Ý thứ nhất, khoảng cách từ D đến mặt phẳng là SBC. Khoảng cách từ điểm đến mặt mặt phẳng SBC là mặt phẳng không chứa đường cao. Như vậy điểm D chúng ta có thể kết hợp với A. Chúng ta thấy ngay rằng AD song song với BC dẫn đến AD song song với mặt phẳng SBC. Suy ra khoảng cách từ D đến mặt SBC nó sẽ cũng bằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Chúng ta đưa vào khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên SBC. Bước 1, chúng ta xác định cạnh đáy BC. Bước 2, từ A kẻ đường vuông góc BC. Cụ thể ở bài này chúng ta đã có AM vuông góc BC. Bước 3, nối SM lại và từ A chúng ta kẻ đường vuông góc với SM. Thì đặt đây là điểm H. Như vậy bước 1, cạnh đáy ngang. Được chưa? Cạnh đáy BC. Bước 2, từ chân đường cao kẻ đường vuông góc BC. Như vậy đường này là đường ngang. Chúng ta kẻ xuống và ở dưới đây chúng ta kẻ lên. Như vậy chúng ta suy ra ngay được là AH nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SBC. Suy ra khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC nó sẽ bằng là AH. Vì sao AH vuông góc mặt phẳng SBC? Vì chúng ta thấy ngay AH vuông góc với SM là 1. AH nó sẽ vuông góc với BC vì BC vuông góc với mặt phẳng SAM. Chúng ta tính AH bằng kiểu gì? Trong tam giác SAM vuông tại A có AH là đường cao thì chúng ta có thể tính 1 chia cho AH bình bằng 1 chia cho SA bình cộng 1 chia cho AM bình. Nhưng mà lưu ý như thế này, khi nãy mình có nói tam giác SAM là tam giác vuông cân. SM là tam giác vuông cân tại A thì suy ra đường cao nó cũng chính là đường trung tuyến. Như vậy H nó phải là trung điểm của SM.
Như vậy, AH hoàn toàn chúng ta có thể tính AH nó sẽ bằng 1 phần 2 lần lần SM. Chúng ta có thể tính bằng kiểu đó. Như vậy, kiểu 1 chúng ta là 1 chia cho AH bình bằng 1 chia cho AX bình. Cộng 1 chia cho em và mình. Còn toàn chúng ta tính điều này. Chúng ta giải quyết xong. Kiểu số 2 là chúng ta, nếu chúng ta nhận ra H là trung điểm thì đây là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền, thì nó sẽ bằng một nửa cạnh huyền. Chúng ta có hai kiểu để tính. XA nó sẽ bằng AM. AM là đường cao trong tam giác đều cạnh A. Như vậy ở đây rõ ràng chúng ta sẽ có được gì? AM sẽ bằng A căn 3 chia 2. Có được AM bằng A căn 3 chia 2 thì đương nhiên XA cũng bằng A căn 3 chia 2. Chúng ta tính được XM. Một là Pythagore, hai là đối với tam giác vuông cân thì cạnh huyền nó sẽ bằng cạnh góc vuông nhân cho căn 2. Chúng ta suy ra XM bằng A căn 6 chia 2. Như vậy AH bằng 1 phần 2 XM, dẫn đến nó sẽ bằng A căn 6 chia cho chia 4. Đó là đáp án của C. Như vậy lưu ý ở đây có hai cách để ta tính. Vừa rồi thầy đã làm cho các em kiểu theo lớp 11, tức là chúng ta dựng hình hoàn toàn. Kiểu số 2 chúng ta dựa vào kiến thức lớp 12. Như vậy chúng ta cũng chuyển về khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC. Còn nếu không thích, hoàn toàn chúng ta có thể là khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC luôn cũng được. Chúng ta bắt đầu. Thầy lưu ý, nếu ai không thích chuyển khoảng cách từ A thì hoàn toàn chúng ta có thể để yên khoảng cách từ D đến mặt phẳng SBC luôn vẫn được, không có vấn đề gì xảy ra cả. Chúng ta sẽ tính khoảng cách từ D đến mặt SBC. Nó sẽ bằng 3 lần thể tích SBCD. 3 lần thể tích SBCD. Chia cho diện tích là diện tích tam giác SBC. Mà chúng ta đã biết SBCD thì bằng bằng một nửa lần V lớn. Như vậy ở đây bằng 3 phần 2 nhân cho V của SEBC. Chia cho diện tích. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta giải quyết là thể tích của SABCD. Thì cũng tương tự, để giải quyết thể tích chúng ta phải giải quyết về diện tích đáy là hình thoi. Và ý thứ hai, chúng ta sẽ giải quyết về vấn đề đường cao. Thì tương tự như ở trên, chúng ta tính được AM
chúng ta đến điểm M. MC bằng A căn 3 chia 2. Từ đó chúng ta suy ra được XA cũng sẽ bằng là A căn 3 chia 2. Từ đó chúng ta tính được thể tích của XABCD. Còn vấn đề về diện tích đáy thì diện tích hình thoi, chúng ta có thể áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành là AB nhân cho AD và nhân cho sin 120 độ. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được V của XABCD. Nếu khi nãy chúng ta chuyển qua A thì khi đó chúng ta có thể áp dụng V của XABC chia cho diện tích XABC. Chúng ta quay lại, chúng ta đã giải quyết được thể tích của XABCD, còn diện tích tam giác XBC. Đầu tiên chúng ta xem thử XBC có phải là một tam giác đặc biệt hay không? Có phải là tam giác cân, tam giác đều, hay là tam giác vuông, hay là tam giác XBC chúng ta có được cạnh đáy với lại chiều cao? Nếu mà những yếu tố đó không có thì chúng ta có thể áp dụng công thức Heron tính diện tích tam giác khi biết độ dài ba cạnh. Ở bài này chúng ta thấy rằng là XM sẽ vuông góc với BC. Chúng ta có thể tính diện tích bằng 1 phần ly lần BC nhân cho XM. Ngoài ra chúng ta có thể tính BC, XB với lại XC áp dụng công thức Heron. Như vậy công thức Heron hoàn toàn chúng ta có thể bấm máy và chúng ta bấm máy. Trong quá trình bấm máy chúng ta sẽ bấm luôn cách tính XB, XC và BC. Thì các em có thể thực hiện thử. Chúng ta xong câu số 8. Thì ở câu số 8 này, chúng rõ ràng chúng ta thấy ngay, nếu chúng ta tính trực tiếp, tức là chúng ta sẽ dựng hình theo kiểu lớp 11 thì nó sẽ nhanh hơn so với việc chúng ta dựa vào thể tích. Nhưng mà ở một số bài thì chúng ta dựa vào công thức thể tích, chúng ta tính một cách nó sẽ nhanh hơn. Thì chúng ta sẽ gặp lại cái điều đó ở những bài phía sau, chứ không phải bài này chúng ta cũng dựng hình. Một số bài chúng ta dựa vào công thức thể tích chúng ta sẽ tính nhanh hơn là dựng hình, nhưng ở bài này dựng nó sẽ nhanh hơn. Chúng ta qua câu số 9. Thầy tóm tắt được câu 9. Chóp XABC có XA, XB, XC bằng A và lần lượt vuông góc với nhau. Tức là đây là XA, đây là XB và đây là XC. Rồi, đây chính là điểm S. Đây chính là B điểm ABC. Yêu cầu tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng ABC. Chúng ta có hai kiểu để chúng ta làm. Một, chúng ta dựng hình. Hai, chúng ta dựa vào thể tích. Về bài này thầy sẽ làm trong đứa cả hai cách, bởi vì hai cách nó cũng sẽ tương đương như nhau. Đầu tiên dựng hình, S là chân đường cao đến mặt bên SBC. Bước 1, chúng ta xác định cạnh đáy BC. Bước 2, từ chân đường cao S kẻ đường vuông góc BC dẫn đến điểm này là trung điểm. Chúng ta nối lại và chúng ta vẽ lên. Giả sử đây là H, đây là K. Thì ngay đây nó sẽ vuông góc. Chúng ta tính SH. Sau đó tương tự chúng ta tính SK như bài bữa trước. Nhưng mà ngoài ra chúng ta có thể áp dụng công thức thể tích khoảng cách từ S đến mặt SBC bằng 3 lần thể tích chia cho diện tích tam giác SBC. Và thầy có thể làm như sau.
phân cách từ S đến ABC bằng 3 lần thể tích SABC hoặc là ASBC. Chia cho diện tích tam giác ABC. Thể tích chúng ta thấy ngay đó là bằng 1 phần 3 lần diện tích đáy nhân cho chiều cao. Như vậy là ở đây là 1 phần 3. Diện tích đáy là 1 phần 2 lần tích hai cạnh góc vuông A bình nhân cho chiều cao. Như vậy là A mũ mũ 3. Như vậy chúng ta xong thể tích bằng 1 phần 6 lần A mũ 3. Chúng ta giải quyết diện tích tam giác XAB. Chúng ta giải quyết tam giác là ABC, ABC. Diện tích tam giác thầy sẽ hướng dẫn cho mấy đứa là hai cách. Tạm thời thầy xóa cái cách thứ nhất đi. Diện tích tam giác ABC nếu nhận thấy ngay AC nó sẽ bằng a căn 2. AB là bằng A căn 2, BC cũng sẽ bằng A căn 2. Như vậy tam giác ABC là tam giác đều, cạnh là A căn 2. Thì khi đó, diện tích là cạnh bình phương căn 3 chia cho 4. Như vậy, cạnh bình phương tức là căn 2 bình phương là 2A bình nhân cho căn 3 chia 4. Từ đây chúng ta suy ra ngay được. Cách thứ hai để tính diện tích là thầy sẽ bày như mấy đứa bấm máy. Đối với bài này đương nhiên chúng ta không sử dụng bấm máy vì nước chúng ta nhận thấy được đây là tam giác đều, nhưng thầy bày mấy đứa bấm máy để đôi khi chúng ta áp dụng cho mỗi tam giác bình thường. Chúng ta áp dụng công thức Hê-rông, chúng ta áp dụng như thế nào? Ví dụ công thức Hê-rông là căn bậc 2 của b nhân b trừ a nhân b trừ b và nhân b trừ c. Ở đây thầy thay D chính là giá trị B. Như vậy đầu tiên chúng ta tính nửa chu vi, đó chính là A cộng B cộng C chia cho 2. Chúng ta bấm 2 chấm. Do 2 chấm này ngăn cách hai biểu thức chúng ta tính toán. Đầu tiên nó sẽ tính D là nửa chu vi, sau đó nó sẽ tính tiếp cho mình D nhân cho D trừ A nhân tiếp D trừ B nhân tiếp D trừ C. Như vậy thầy nói lại, đầu tiên nó sẽ tính D là nửa chu vi và sau đó nó sẽ tính cho mình công thức Hê-rông để suy ra diện tích. Chúng ta sẽ bắt đầu gọi. Ở đây nếu chúng ta nhẩm ra ngay AC là A căn 2 thì chúng ta sẽ bấm luôn, chúng ta có thể xem như A bằng 1. Như vậy diện tích chút nữa chúng ta sẽ thay bằng A bình. Như vậy chúng ta chỉ nhập vào căn 2, hoặc nếu mà các biểu thức hoặc là các cạnh XA có số nó khác nhau, chúng ta có thể bấm ở đây là căn bậc 2 của XA bình tức là 1 bình cộng cho XC bình tức là 1 bình nữa. Ở đây thầy bấm luôn là căn 2. B tương tự cũng là căn 2. C tương tự cũng là căn 2, tức là độ dài ba cạnh. Đầu tiên nó sẽ tính cho mình là nửa chu vi. Sau đó nó sẽ tính cho mình là diện tích là căn 3 chia 2. Và lưu ý cạnh A diện tích A bình, thể tích A mũ 3. Ở đây chúng ta thấy ngay diện tích là A bình căn 3 chia 2. Như vậy thầy vừa giới thiệu cho đứa công thức Hê-rông để tính diện tích tam giác khi biết độ dài ba cạnh. Chúng ta lấy biểu thức phía trên, chúng ta chia cho biểu thức phía dưới.
chúng ta sẽ nhận ngay được đáp án, nó sẽ bằng a chia cho căn 3. Đây chính là câu 9b. Chúng ta qua câu số 10. Thầy để hình này qua một bên. Câu số 10. Cho lăng trụ đứng ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Thầy đi vào vẽ hình. Lăng trụ đứng nên cái cạnh bên vuông góc đáy. Đáy ABC là tam giác cân. AB bằng AC bằng 2A. Góc A đây bằng 120 độ. Góc giữa mặt phẳng A'BC với mặt đáy ABC bằng 45 độ. Như vậy A'BC với ABC. Tính khoảng cách từ B phẩy đến mặt phẳng A phẩy B C. Đầu tiên ta sẽ đi xác định góc giữa là A phẩy B C bằng đáy A B C. Sau đó chúng ta đi tính khoảng cách. Góc giữa mặt phẳng A'BC đúng rồi đấy, mặt phẳng A'BC chúng ta có thể xem đây là A', coi như là đỉnh, chúng ta có được là A'A vuông góc với đấy. Hoàn toàn giống như chúng ta đang xét trong một cái chóp tam giác A'ABC. Bước 1, chúng ta xác định cạnh đáy BC. Bước 2, từ chân đường cao kẻ đường vuông góc với BC, bởi vì tam giác cân đây nó sẽ là trung điểm, chúng ta đặt tên là M. Bước số 3, chúng ta nối lại. Khi đó chúng ta có được góc giữa mặt phẳng A'BC nó bằng góc giữa AM và SM. Như vậy góc này là bằng 45 độ. Góc đây 45 độ. Như vậy dẫn đến tam giác A'AM nó sẽ là tam giác vuông cân. Suy ra AA' nó sẽ bằng AM. Rồi chúng ta đi vào định hướng. Yêu cầu tính khoảng cách từ B' mặt phẳng A'BC. Chúng ta thấy ngay, nếu chúng ta nối A với điểm B phẩy lại thì rõ ràng nó cắt nhau tại điểm điểm này. Chúng ta có thể đặt tên là điểm Y. Suy ra Y nó là trung điểm của A B phẩy. Suy ra Y là trung điểm của A B phẩy. Từ đó chúng ta suy ra được khoảng cách từ B phẩy đến mặt phẳng A'BC nó sẽ bằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng A'BC. Cuối cùng, chúng ta lại quay lại bài toán khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A'BC. Chúng ta có hai cách để xử lý. Cách thứ nhất, dựng hình. Dựng. Chúng ta có thể dựng như sau.
Còn cách từ A đến mặt phẳng A'BC bước 1. Xác định cạnh đáy BC bước 2 từ chân đường cao kẻ đường vuông góc BC có sẵn M. Bước 3 nối lại. Và bước thứ 4, chúng ta vẽ lên tam giác A'AM vuông cân tại A dẫn đến điểm này là trung điểm. Chúng ta có được là khoảng cách nó sẽ bằng AH. Thầy không đi sâu vào chứng minh nữa. Các bạn có là chỗ nào chưa rõ thì có thể là bình luận ở ô bên dưới. Chúng ta tính AH như thế nào? Thì tương tự khi nãy. Một, chúng ta tính 1 chia AH bình bằng 1 chia cho AA phải bình cộng 1 chia cho AM bình. Cách số 2, tam giác A phải AM vuông cân tại A có AH là đường cao cũng là đường trung tuyến, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền sẽ bằng một nửa cạnh huyền. Như vậy em đất AH nó sẽ bằng A phải M chia cho 2. Chúng ta đi vào tính A phải M. Chúng ta tính A phải M. Như vậy đầu tiên chúng ta phải đi tính AM. Xét tam giác ABC cân tại A có AM là đường cao dẫn đến nó cũng sẽ là đường phân giác. Như vậy dẫn đến góc BAM một bên này nó sẽ bằng 60 độ. Chúng ta có góc này 60 độ, chúng ta sẽ áp dụng định lý cos tổng tam giác ABM. Cos 60 độ bằng G chia huyền. Từ đó chúng ta suy ra ngay được AM. Sẽ bằng AB nhân cho cos 60 độ. Và chúng ta bấm máy cos 60 độ nó sẽ bằng 1 phần 2. Như vậy ở đây AM chúng ta sẽ bằng A. Chúng ta có được AM bằng A. Thì từ đó chúng ta tính được A'M sẽ bằng A căn 2. Một, chúng ta áp dụng định lý cos. Hai, chúng ta thấy đây là vuông cân AM là A, A phẩy A là bằng A. Một là Pythagore, hai là chúng ta thấy được cạnh huyền là bằng A nhân cho căn 2. Chúng ta tính ngay được có A phẩy M. Như vậy chúng ta thế lên nó sẽ bằng A căn 2 chia 2. Đó chính là đáp án C. Vừa rồi thầy trình bày cho các em chúng ta tính khoảng cách dựa vào cách là dẫn hình. Ngoài ra chúng ta có thể dựa vào công thức thể tích. Như vậy tạm thời thầy xóa đi điểm H. Cách số 2, khoảng cách từ A đến mặt phẳng A'BC sẽ bằng 3 lần thể tích A'ABC. Chia cho diện tích là diện tích tam giác A'BC. Đối với cách này thì các em có thể suy nghĩ và trình bày thử. Như vậy thể tích thì không có vấn đề gì. Như vậy là diện tích của A'BC. Nếu chúng ta biết cách thì chúng ta cũng sẽ tính rất nhanh. Thì các em có thể là suy nghĩ làm.
Và có vấn đề gì cần trao đổi, có thể em có thể bình luận vào ở ô bên dưới. Hôm sau, chúng ta sẽ giải quyết tiếp các câu là từ 11 đến 15. Thì chiếu để xuống, các em có thể là dừng video để làm, hoặc là các em có thể truy cập vào trang web toancấp3.edu.vn để chúng ta xem.